Xin chào tất cả mọi người. Video này mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đánh con Jin Tiger, con hổ thợ rèn này một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Trước tiên, chúng ta vào phần tu hành. Ở phần này, mọi người để ý duy nhất cho mình cái điểm quay côn. Điểm này sẽ giúp cho mọi người tích rất nhiều nộ côn để chúng ta gây sát thương 4 điểm nộ côn. Rồi ở phần đập, mọi người cộng cho mình đủ 4 điểm nộ côn nha. Phần biến hình thì mọi người dùng cho mình cái con người đá. Con này sẽ hấp thụ sát thương, sau đó là sử dụng kỹ năng để mà trả sát thương. Sẽ rất tốt khi đánh với con Jin Tiger này, tại vì nó gây đam rất là to. Thuốc thì mọi người sử dụng thuốc tăng tỷ lệ bạo kích, sát thương và tăng công thế theo thời gian. Ba loại thuốc này nhớ nhé. Tinh phách thì mọi người sử dụng con chim băng này. Con này rất là lợi hại ở giai đoạn giữa game. Và đây là vị trí lấy tinh phách đấy. Và ok, sau khi lấy được tinh phách thì chúng ta chuẩn bị vào đánh con Jin Tiger thôi. Trước tiên, chúng ta phải uống linh đơn, uống 3 loại linh đơn mà chúng ta đã chuẩn bị. Sau khi uống linh đơn, mọi người sử dụng cho mình phép phân thân mau hầu ngay lập tức nhé. Và sau phân thân là mọi người sử dụng lốc xoáy ngay lập tức. Rồi, quay vào xây côn. Người xây côn nha, xây côn và để ý điểm nộ côn đang tăng lên rất là nhanh. Và xây đến khi nào điểm nộ côn tăng lên 4 điểm thì mọi người sử dụng tất cả điểm nộ côn để mà đập cùng lúc. Rồi. Ở đây nó dịch chuyển chạy thì mọi người cứ vừa chạy vừa né thôi. Và tranh thủ xây côn được thì cứ xoay. Và mình lại hồi chiêu tinh phách lại rồi. Nhờ xây côn đấy. Đấy, nếu thấy khó quá mọi người có thể sử dụng phép luyện thân mà không cần phải né mấy cái đầu này chỉ cho nó mất công. Đấy, sử dụng tinh phách ngay tức. Rồi, cứ bình tĩnh thôi. Đấy, nó lại đóng băng, chúng ta lại vào xây côn. Nó mà đứng yên chúng ta cứ xây côn nha. Định thân, định thân thì mọi người nhớ là đừng có đánh thường mà là đập ngay lập tức nhé. Nếu mọi người định thân mà đánh thường nó sẽ biến mất ấy, nó sẽ bỏ chạy. Rồi. Khi mà không còn phép nữa mà thấy khó quá thì chúng ta sẽ sử dụng phương án cuối cùng, đó chính là hóa thành con người đá này. Mọi người không được đánh, cứ để cho nó đánh tích nộ. Thấy khi tích đầy nộ thì mọi người sử dụng kỹ năng. Thấy nó sẽ trả đam. Rồi cứ đứng yên cho nó đánh. Rồi tích đầy nộ để hồi chiêu và sử dụng kỹ năng, cứ spam kỹ năng. Rồi và thế nó còn một chấm máu thôi. Này thì mọi người chỉ cần né đánh mất máu thì hồi máu, từ từ đánh vẫn còn phép tụ hình tán khí, có thể sử dụng cái phép đó để né chiêu. Đấy, và thế là xong. Ok, chúc mọi người thành công. Nếu mọi người cảm thấy video này hữu ích và hay, xin một đăng ký và một like. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người.